Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại mình đang có mặt ở khu vực nhà thờ Giáo xứ Đại Ơn thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội. Giáo xứ Đại Ơn thuộc Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội. Hôm nay có cơ hội đi qua đây thì xin gửi đến quý anh chị và các bạn những hình ảnh ở Giáo xứ Đại Ơn. Nhà thờ Giáo xứ Đại Ơn được hình thành cũng rất là lâu rồi. Ngôi thánh đường cổ kính. Các bạn có thể thấy là ở ngoài hồ có đề chữ là 100 năm Hồng Ân. Đấy. Qua đây thì mình cũng xin gửi đến quý anh chị các bạn một vài dòng lược sử mà mình tra cứu được. Tên gọi của Đại Ơn lớn ấy, thì cái tên này có một cái lịch sử của nó. Trước đây cái làng Đại Ơn này gọi là Đại An Tràng. Thì xưa cái làng Đại An Tràng này thuộc vùng Đồng Chiêm Trũng, quanh năm lụt nội, mất mùa, thuế không đủ nộp, nên quan tỉnh dự định xóa sổ địa danh và xác nhập vào các làng chung quanh. Để cứu Đại An Tràng khỏi cảnh nguy khốn, xóa sổ, thì dân đề cử 10 bô lão đến kêu cầu cha già Phêrô Nguyễn Văn Điểm thương giúp để cứu lấy cái làng này. Thì vào tháng 3 năm 1890, cha già nhận lời, ngài lên tỉnh, huyện xin nộp thuế thay dân, xin giữ nguyên tên và tăng ruộng đất cho làng. Yêu cầu của cha được quan trên chấp nhận. Dân làng Đại An Tràng kính phục công đức của cha già Phêrô Nguyễn Văn Điển. 10 gia đình đầu tiên xin từ nương nhập giáo. Dần dần thì cả cái làng Đại An Tràng theo đạo. Năm Bính Thân, năm 1896, thì theo sử sách ghi lại, Đức cha già Đông ngài nói như sau: tên làng là Đại An Tràng, thời gian qua không an cư, không lạc nghiệp, bây giờ an cư rồi, lại được ơn biết đạo Thánh Chúa, vậy cha đổi an thành ơn, từ đây Đại An Tràng được đổi thành Đại Ơn. Một cái việc rất là ý nghĩa và thể hiện cái công ơn của các đứng bậc trong giáo hội. Nhờ được ơn Chúa, nhờ ơn các đứng bậc trong giáo hội mà cả một cái làng được giữ và được hồi sinh, và cả làng đã đi theo tiếng gọi của Chúa để gia nhập đạo. Về quá trình xây dựng ngôi thánh đường Giáo xứ Đại Ơn, vào năm Canh Dần năm 1890, cha già Phêrô Nguyễn Văn Điểm dựng tạm khu nhà 7 gian để giáo dân có chỗ đọc kinh cầu nguyện. Và đến năm Giáp Thân năm 1914, cha An Tôn Lại Ngọc Quán, chính xứ Đại Ơn đầu tiên, và khởi công xây dựng nhà thờ Đại Ơn vào năm 1918. Và đến năm 1934, hai tháp nhà thờ hoàn thành và được Đức cha già Đông về làm phép. Tiếng chuông chiều của nhà thờ đấy các bạn. Khu vực này có tượng của các vị thánh tông đồ. Tuyệt vời.
ở Sư Đại Ơn, rất đẹp. Ngôi thánh đường có tháp đôi, đây là khu nhà sứ đang xây dựng. Đây có một ngôi nhà cổ các bạn. Ở trong khuôn viên của giáo xứ Đại Ơn có một ngôi nhà cổ mang dấu ấn lịch sử. Năm Quý Tỵ 1893 thì làng Đại An Trang nhập giáo hầu hết. Đình chùa bỏ không, cha già điểm bàn với dân cho tháo dỡ chùa xóm thổ, mang về dựng trên đất nhà xứ để làm nhà phòng cho các cha các thầy. Đây chính là ngôi nhà tổ còn tồn tại cho đến ngày nay, chính là ngôi nhà trước mắt chúng ta. Năm Ất Tỵ, năm 1905, cha Phú về phụ trách phiên Đại Ơn do cha già Phêrô chính xứ. Ngài cho dựng nhà tám mái có hai con sâu đá, thì cái dấu tích thì hai con sâu đá vẫn còn đến ngày nay. Các bạn có thể nhìn thấy nó ở ngay cái bậc cửa. Với thời gian mà 118 năm ngôi nhà tổ hư hỏng, dân làng luôn trân trọng và muốn giữ lại như một kỷ vật vô giá, một gia sản linh thiêng. Nó mang một cái dấu ấn, một giai đoạn lịch sử đại phúc trên dân làng. Để uống nước nhớ nguồn và mãi mãi tri ân các bậc tiền nhân, đầu năm 2010, dân làng đồng tâm nhất trí cùng cha chánh xứ Alfonso Nguyễn Ngọc Châu đại tu ngôi nhà tổ. Và một năm sau thì hoàn thành cái công việc trùng tu. Dân làng khánh thành việc trùng tu ngôi nhà tổ đúng vào ngày lễ giỗ lần thứ 89 của cha già điểm, ngày 8 tháng 2 năm Tân Mão. Quý anh chị các bạn có thể thấy là giáo xứ Đại Ơn có một cái lịch sử rất là thú vị và gắn liền với công đức của cha cố Phêrô Nguyễn Văn Điểm. Ngôi nhà cổ nó mang cái dấu ấn đặc biệt cả một cái làng theo đạo, đình chùa bỏ không và người ta đã chuyển nó thành một cái ngôi nhà cho các cha ở. Đây dấu vết cổ kính còn thể hiện được cái bực lên xuống này các bạn. Đi một vòng đây, xem thêm cái bức đá này các bạn, đá cổ đấy. Mình đi một vòng đây, các vì kèo theo cái lối kiến trúc làng Việt, ngôi nhà Việt xưa các bạn. Giáo xứ Đại Ơn không ngờ này lại có một cái lịch sử rất là tuyệt vời, thú vị. Cảm ơn làng được ơn. Từ đói khổ, chuẩn bị xóa sổ. Nhưng mà nhờ ơn Chúa, nhờ các vị linh mục đã cứu lấy cái làng này và giữ lại được cái làng này cho đến ngày nay. Và nó đổi từ tên cũ thành một cái tên rất ý nghĩa, làng Đại Ơn. Tiếp tục đi sang phía bên này các bạn, ngôi nhà thờ cổ kính các bạn. Anh em nhỏ đang chơi ở giáo xứ. Đây các bạn, 100 năm Hồng Ân.
là phía đầu nhà thờ các bạn. Nhà thờ kiến trúc Gothic, có một mái vòm ở cuối nhà thờ, ở đầu nhà thờ. Đấy, và máy giặt vào rất là đẹp. Nhà thờ 100 năm. Khuôn viên nhà thờ rất là tuyệt vời với hai hàng nhãn hai bên. Nét cổ kính. Mình và các bạn vào khu vực cuối nhà thờ và vào tham quan phía trong nhà thờ nhé. Tòa chính là tòa Thánh Giuse, tay cầm Cảnh Huệ. Tuyệt vời, nội thất trong nhà thờ rất đẹp, cổ kính. Đây là tòa Hông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đây là tòa Hồng Thánh An Tôn và tòa Lòng Thương Xót Chúa. Mái vòm nhà thờ nhìn rất là cao. Đây gác đàn, ô kính rất đẹp. Đây là bia ghi công cha Già Điển, các bia đá bằng chữ Hán Việt. Giáo xứ Đại Ơn hiện nay thuộc giáo hạt Thanh Ngoai. Linh mục Giuse Phạm Văn Tụ là chánh xứ giáo xứ Đại Ơn và giáo xứ có khoảng 4.724 nhân danh. Mình vừa gửi đến quý anh chị các bạn những hình ảnh ở nhà thờ giáo xứ Đại Ơn thuộc Tổng giáo phận Hà Nội. Một giáo xứ có một lịch sử hình thành rất tuyệt vời. Cảm ơn quý anh chị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý anh chị các bạn ở những clip tiếp theo.